Anh kiểm tra ok là tiến hành khui thôi. Chuẩn nhanh. Rồi. Đây, em mời anh. Bóc tem xong em cài cho. Rồi. Trang sản phẩm 5410, hàng bill cho anh khách hàng. Trước anh đã lấy mấy hàng đấy em chứ nhỉ? Có, trước lấy một con Dell Precision. Cũng đặt đấy. Cũng đặt. À. Nhưng mà lần trước là số điện thoại là của thằng em. À. Và trước đặt mã gì anh? Lâu chưa? Chắc là khoảng độ 2 năm. À, là thế lâu lâu rồi. 2 năm trước cho dòng 7250. Có lẽ mấy năm? Có vẻ là thế mà. Không nhớ chính xác số lắm. Vâng. Con này cấu hình tốt. Vân tay tích hợp luôn nguồn luôn. À, đúng rồi. Rồi. Ngày trước anh biết thông tin em là qua đâu? Là có. À, đúng rồi. Hiểu anh em. Rồi. Chuyên đặt hàng Mỹ. Trước là chuyên bằng máy tính, bây giờ mở rộng thêm là các vâng. Loại các thể loại khác. Máy tính giúp em hỗ trợ sau bán hàng, còn những hàng kia chỉ đặt về thôi. Đây, em bung win cho anh. Vừa làm máy đẹp kia. Đẹp, viền mỏng. Nam tính. Anh đặt thời điểm đánh giá nó tốt nữa. Nếu mà bên em mà nhập về bán thì chắc chắn giá sẽ cao hơn nhỉ. Đặt thời điểm khó. Đợi thêm khoảng tháng nữa vào Black Friday cho sale không, nó cũng thế thôi nhỉ, đến lúc ấy nó không còn hàng ấy.